Em mất tiêu à? Anh ngồi xuống là không thấy mặt anh luôn á. Em đâu có ngồi đâu, đứng mà. Em bắt chết kêu em. Không kêu chết kêu em. Đi cái bạn này đi. Lấy bạn luôn, nó về đây. Rồi thôi, về hôm nay. Vui có biết. Anh chết mệt hả? Rồi cô dâu đó có ai nhìn đủ cái tiếng nhìn lên cái cô dâu ơi. Hai anh chị nhìn máy luôn nè anh chị ơi. Từ 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 để em cái. Cùng Ly nhìn máy cười tươi lên cái nha. Rồi máy đây. Thêm ơi thêm. Em xích lên con đi xem. Rồi, máy đây. Rồi, cô dâu. Nhìn nhẹ cho cô dâu. Rồi, nhìn đây. Anh đứng sát vô xíu nè anh. Đứng sát vô đi xíu. Ăn nước ngủ. Rồi rồi, má đây nha. Rồi, má từ đây nha. Rồi, đây hai ba. Ê, mày uống cái gì mày? Rồi, cầm một chung mà anh đây luôn đây cho hai cùng đi luôn. Mày mà đó luôn đi. Thì ba chứ anh Tư rồi, không sao. Đúng như thế miếng sáng cho cô dâu xíu ngồi đây chú thêm miếng sáng vô bà qua đem vàng qua đây. Rồi nhìn nhẹ chút nhẫn cho đây hung mé nữa mới được. Rồi nhìn máy là chị ra đây nha. Qua đây nè, né kìa quá vậy. Tới em Tư, em Tư ơi, em Tư. Nhỏ nhỏ đó. Cái này, mình viết cái đầu đi, mình viết cái đầu, viết bút cho. Anh chị đứng sát cho đây. Rồi, thêm nước xin lên tí xíu. Mà bông xin lên. Rồi, cùng đi đi, cùng đi nha, cùng đi nha. Rồi, nhìn ra má này, vô cô dâu ơi. Cha đâu kêu cha mà. Rồi, cô dâu. Rồi, cùng lại đi. Rồi, nhìn từ phía lên thách đi xuống tí xíu, cùng nhẹ vô. Rồi, đúng rồi, tươi. Cô này cảm giác giống môi ngày xưa. Giống môi luôn, giống môi luôn. Từ thứ tư, em từ từ. Quan trọng quá. Nghe em gái. Chai đứt lại uống hết rượu rồi. Lấy chai rượu, lấy chai rượu góp vô cái khay. Rồi nhìn nhẹ thôi, chạy nhìn nhẹ. Giới thiệu cho mình rồi. Ở đây là gì chị Ngay? Đứng mới xếp qua đây con đi uống rồi. Rồi bán đây nha. Rồi đứng sát vô con đi chú. Rồi bán đây nha. Đây là chị Lý, chị là gắn bó với Lý, chị đi từ thời còn cắm YouTube. Đây là đổi đó. Tiếp tục đây. Đây đây. Đây là đứng MC này. MC phải đứng bên kia kìa. Đâu đứng bên đây sao thấy thấy hình. À chú xin lên xin cho thấy mặt cho đẹp nha. À nhìn nhẹ vô đi chị. Rồi nhìn máy tư lên nha. Đây 2 3. Rồi hai anh chị cùng ly cái lon, cùng ly cái lon mà nhìn lên nè cô dâu. Cô dâu ơi, anh lên cho nhìn máy cái đúng rồi. Ok. Rồi nha.
giống thiệt. Chắc làm nữa nữa quá. Đang cố. Ông kia đâu rồi? Anh Hiếu đâu rồi? Kêu anh Hiếu lên coi. Đâu rồi không biết nữa. À, nhìn lên cô dâu. Chú thêm miếng sét lên tí xíu con nha. Rồi, nhìn má từ từ lên đây. Rồi, má là thêm ơi, đây nha, hai ba. Không thơm. Sức mồ hôi không biết đường lâu luôn nè. À, mà chung đây. Của cô này là thân rất thơm. Cái gì sẽ lấy lại. Nhìn nhẹ trong lỗ rồi, nhìn má nè. Nhìn má lên đây nha, từ từ lên, đây. Hôm nay là quyền chị là nói ngay ở đây không có được. Đây đứng chụp đó. Ôi đừng để mình không cái đó. Che mặt. Chị mãi mãi bên nhau nha. Rồi cảm ơn chung nữa. Rồi hai chị cùng đi giùm em cái nha, cùng đi giùm em cái nha. Chú thêm giùm máy chụp hình luôn đây nha. Rồi đây hai ba. Rồi tới số 3 nha, số 2 rồi, số 3 mới được. Ừ, miễn có lông là được rồi. Dính chung bơ thơ lên đây. Tới tiểu thơ nhà tỷ phú giới thiệu chị hung gì không không thiệt tình với tao nha. Rồi máy đây, chú thêm nước sáng lên tí xíu giùm con nha, từ đứng sau lưng cô dâu. Rồi máy đây nha. Trời ơi tao quá đứng kế bên mở ba mà không cười với tao nha. Muốn nắm tay lắm mà không dám nắm đi. Đó lại còn. Rồi vậy mình không bảo đâu rồi. Không bảo cho chụp trong với cô dâu tấm hình lần đi hết những đầu mình vô luôn. Rồi mình nhà chụp tấm hình kỷ niệm. Rồi hả? Em ơi, chúng ta không em mình mãi bây giờ gọi lại cho. Chơi đứng gì mất mất màn hình ta rồi. Vậy vô trong ha. Dạ rồi vô luôn. Quanh kia đi, quanh kia chụp hình. Mời luôn. Mở ba xe vô mở ba ơi. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, ai cũng chụp rất là nhiều tấm hình, nhưng có vẻ tấm hình này là đầy kỷ niệm và một tấm hình đầy kỷ niệm của chúng ta. Chúng ta sẽ hát chụp mình.
Kỷ niệm về đó là ba anh em ơi, vô luôn coi cậu ơi. Đó. Yến đâu rồi? Yến ơi. Yến kìa. Mày có mày đây nữa mày không? Không thấy. Bạn lấy cho mình ly bia thì mình biết luôn cái này không hay hơn hỏi luôn luôn. Và khi làm lễ xin chào xong mời tất cả các cô các chú và các bạn quý yến ở ăn cùng một cái bữa tiệc với gia đình này. Ê thầy mở ra mở ra loại gót rượu giùm cái gót rượu cô dâu gì say hoài hả? Rồi đó có 200 rượu đi cô dâu. Rồi mà đại diện trước đi cô dâu. Rồi một cặp ly nữa. Rồi mà bên kia luôn. Rồi hai người cùng ly cái nha, cùng ly vô cái nha. Rồi các bạn nhìn máy đây nha. Hai nhìn máy cho mình đây nha. Hai đứa đây nha. Chị ơi máy đây là chị. Rồi đây nha. Hai ba. Cho một chị đưa luôn đi. Cho bà thơ là hết luôn chị bên đi. Còn mấy anh đây kia nữa. Hôm qua đây múc cùng ly cho kia. Cùng ly cái nha, cùng ly cho vô cái nha. Cô dâu nhìn lên nè cô dâu. Cô dâu ơi, nhìn lên nè cô dâu. Hai.